Công an thành phố Châu Đốc vừa cho biết đơn vị phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa không quá đơn chứng tự. Được biết, vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2023, Tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát Giao thông trực tự Công an thành phố Châu Đốc. Trên đường tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Doãn Uẩn thuộc Tổ 3 Khóm 3, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, thì phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C14584 do Trương Văn Sơn, sinh năm 1986, ngụ ấp Thạnh Phú, Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra giấy tờ và phương tiện, phát hiện bên trong thùng xe có chở một số hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, bao gồm hai chiếc xe đạp, một chiếc màu đen hiệu Metropoli, một chiếc màu vàng hiệu sáu 60 hộp nhang thái hiệu Sen. 90 hộp dầu nước vàng hiệu Xi'an Pure Oil, 36 chai phấn hiệu Top Country màu nâu, 12 chai phấn màu hồng hiệu Hai Xanh, 6 dĩ 12 cái cước chùi nồi hiệu Quash, 20 hộp bật lửa loại 50 cc hiệu Thai Do, 60 nhang mũi khoanh hiệu Rangelo Smoke, 5 thùng bia hiệu Angkor, 2 thùng bia hiệu ABC không rõ nguồn gốc. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên và phương tiện vận chuyển có liên quan để làm thủ tục bàn giao cho đội cảnh sát điều tra thành phố về kinh tế và chức vụ xử lý theo quy định của pháp luật.